cực phẩm bonsai của người khổng lồ, bao báp, loài cây siêu to khổng lồ, đẹp lạ kỳ và huyền bí, giống như củ cải bị trồng lộn ngược. Nằm trong top các loại cây quý hiếm và là di sản bảo tồn của thế giới. Có thể trồng làm cảnh quan sinh thái, sân vườn và bonsai, bao độc lạ và đẳng cấp. Bao báp được mệnh danh là loài cây có sức sống bất diệt, là cây thân gỗ lớn nhanh nhất thế giới. Số lượng cây giống có hạn, các bác yêu thích trồng cây chắc chắn không thể bỏ qua loài cây này. Xin chào mọi người, em xin giới thiệu với mọi người đây là cây giống bao báp, loài cây siêu to khổng lồ đến từ vùng đất châu Phi, kỳ lạ và huyền bí. Cây bao báp này được coi như là loài cây thần của người dân châu Phi, nó cung cấp nước và quả làm thực phẩm, rất là nhiều dinh dưỡng. Cây nhìn nhỏ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà dưới nó có củ nó phình ra to. Đây là điểm đặc biệt và cũng là duy nhất một loài cây thân gỗ mà nó có củ phình to ra để mọi người dễ phân biệt và nhận dạng. Đảm bảo là cây nào cũng có củ và mọi người nhận hàng thì có thể bóc cái bầu nó ra để kiểm tra. Cây mà không đúng thì mọi người có thể trả lại, không mất phí gì cả. Đây, củ của nó đây ạ, to hơn ngón tay cái. Đây mình sẽ bóc nốt củ này ra cho mọi người xem nhá. Nó là cây gỗ nhưng mà nó có củ phình to như củ sâm. Đây ạ, củ rất là to. Và đây là cây hiện tại em đang bán nó như thế này. Cây có củ, có lá. À, 135.000 một cây, mua 3 cây là miễn phí vận chuyển, mua 5 cây tặng 1. Và mọi người mua hàng có thể nhắn tin hoặc là gọi điện đến số điện thoại của em đây, 0822 415 999. Bên em có gửi kèm theo thẻ bảo hành chuẩn giống 100% và bảo hành bao sống luôn ạ. Rồi, cảm ơn mọi người.